Là bây giờ mời thầy lên đây để giúp vui văn nghệ với trong nghệ sĩ, trong tất cả các bạn bè của Long một bài hát về Phật pháp gì đó. Cảm ơn nhà tài trợ bánh xèo Thanh Tịnh ở quận 4, là bánh xèo Phố Thành, đã tài trợ chương trình này cho quý vị có những cái bánh ăn rất là ngon. Em là chủ tiệm bánh xèo đó quý vị, mà mặc áo trắng mà đứng chiên như vậy đó quý vị, thấy có một người chủ nào dễ thương vậy không? Quá tuyệt vời phải không? Tại sao mình không cho một tràng pháo tay thật lớn? Bánh xèo quận 4. Giờ thầy ơi, hát thầy. Dạ. Không, giờ trên dưới này cô Linh đâu rồi? Cô Linh. Nữ nghệ sĩ. Dạ. Bây giờ thầy nói là song ca với Long. Thôi bây giờ Long sẽ hát nha với thầy một bài hát về ca khúc về Phật giáo rất là nổi tiếng nha. Cô Linh ơi. Mất luôn. Kiếm alo. À, em xin nhắn tin một em bé mà bé này đã rụng răng rồi, cho nên là răng không bao giờ mọc nữa. Không biết em ở đâu rồi ha. Hello cưng. Ừ, thấp nhang mẹ anh đi. Cô Linh ơi, chị Quyền, chị kính yêu Quang Hỷ nha, về ha. Ủa quý vị có thấy em bé của tôi đâu không vậy trời? Chạy vô chổng kêu giùm được không mấy đứa? Vậy hả? Quý vị, thầy ơi, thầy với Long như thế nào, kỷ niệm như thế nào? Thầy phát biểu vài câu để chờ em bé của em ra bấm nhạc cho thầy hát. Rất vui vì hôm nay duyên lành anh em được hội ngộ cùng nhau. Chắc là anh em vẫn nhiều kiếp trước rồi đó. Nên là gặp nhau thì rất là quý. Và trong cái đường đạo Pháp thôi quý vị, thì nhân duyên anh em đến với nhau thì tới ngày hôm nay anh em vẫn kết nối nhau. Và chắc có lẽ là lâu dài và mãi mãi quý vị ha. Dạ. Rồi nhân dịp ngày giỗ tổ ngày hôm nay thì cho anh kính chúc tất cả quý vị, anh chị em nghệ sĩ, anh Long ở đây và tất cả các anh em YouTuber và tất cả những anh chị em làm nghề đây luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Dạ, A Di Đà Phật ạ. Dạ. Trời ơi. Mẹ ơi, con lại mẹ, con không có thay đồ mà sao mẹ thay đồ làm gì vậy? Trời ơi. Quý vị nghĩ coi coi, nở thấy chưa? Giờ tới chiều chắc cũng ba sắc rồ nữa đó. Rồi bây giờ mời quý vị nghe một nhạc phẩm Long với thầy Hạt Bụi hát. Bài hát rất là nổi tiếng, bài hát được mang tên Lại Phật Quán Âm. Cái không cảnh của mình hôm nay là vừa cuốn tổ năm nào cũng giờ. Bài hát với anh Long đi. Bài dạ. Hát bài gì? Quyền kiếp sau làm đóa hoa sen á. À bây giờ mình chỉnh hả? Nguyện kiếp sau làm đóa hoa sen. Ok, lâu lâu thầy được hát cho thầy hát một lần cho nó đã nha. Quý vị nha, hôm nay là tổ chứng cho thầy rồi, kỳ này là về bỏ chùa đi hát luôn. Bây giờ là hả? Không, bây giờ về á, các bạn nói nha, nếu các bạn nào mà chơi xong các bạn đi về á, các bạn vô trong giùm. Là bởi vì vô trong nói với người nhà lấy bánh ít đem về, lọc bánh ít ở đây trước sẵn nha. Đi ngang nhớ lấy bọc bánh ít nha, bởi vì Long đặt bánh ít dưới bạc liêu của mẫu chùa đem lên là bánh ít rất là ngon, cho nên là mỗi người có một phần bánh ít đem về nha. Quý vị nha. Tới đâu hay tới đó. Dạ. Đây ca khúc tiếp theo, Hạt Bụi xin gửi đến các tất cả quý vị ca khúc Nguyện Kiếp Sau Làm Đóa Hoa Sen. Quý vị ha, cho nên kiếp sau chúng ta được an lành và hạnh phúc quý vị ha. Gửi bài hát này đến kính chúc tất cả quý vị luôn lúc nào cũng thân tâm an lạc và hạnh phúc bình an à. Vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Là sen mình tâm buồn bỏ đi luyến ai, dù lắm bùng lắm lem giữa gió mà ngủ yên, hoa tàn hoa cứ rơi hoa nào hay. Trời ơi chữ gì nhỏ, con mắt tôi không thấy rồi, lúc này tôi bị già rồi hả trời. Để quên đi
chuyện trăng gió biển. Đình kia cần sớm hơn được đức Phật thiên kinh, bao trầm tư biến tan không phiền lo. Quỳ mây sâu hoa thơm hoa sen, vì tơ duyên cớ sao luôn về bàn thầy. Từ hữu ý đến vô tình, người sẽ tổn thương ta, thì tôi chỉ đến lưu nợ duyên ấy. Quỳ mây sâu hoa thơm hoa sen, trong lưỡng đắng cay đau vô cùng cực nhang em. Có chưa thấy những muộn phiền, có những nỗi u hoài, là được hay mất xuôi theo tự nhiên. Hay quá quý vị ơi, mình tiếc rẻ gì nữa. Không vỗ tay, không vỗ tay tôi bắt lấy chồng à, nhớ không? Kiếp sau thân ta là sen, là sen, là sen, để quên đi chuyện trăng gió kia. Được cái cần sớm hôm, được đức Phật thiên kinh, bao trăm tư biến than không phiền lo. Mai sau hoa thơm hoa sen, vì ta duyên cớ sao luôn về bàn tay. Từ hữu ý đến vô tình, người sẽ tôn thương ta, thì tôi chỉ đến lưu nợ duyên ấy. Những nỗi u hoài là được hay mất xuôi theo tự nhiên. Cô chưa lấy những ưu phiền, cô những nỗi u hoài, nhìn tình như cánh hoa trong lòng ta. A Di Đà Phật, kính chúc quý vị, chúng ta đang ăn quốc A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy rất là nhiều nha.